Hoài Linh và Như Quỳnh có buổi gặp gỡ tại buổi ra mắt Đích Tôn Độc Đắc. Đây là phim duy nhất Hoài Linh nhận lời đóng trong mùa Tết Nguyên Đán 2018. So với các năm trước, sức khỏe Hoài Linh hiện cải thiện hơn. Giờ tôi không phải truyền nước biển nữa, chỉ có cái bệnh mất ngủ nhiều năm nay là chưa khỏi được. Đi đâu tôi cũng phải mang thuốc ngủ theo, anh kể. Nhân vật chính Hữu Phước Bạch Công Thanh đóng, một công tử là cháu nội của đại gia bất động sản Hữu Phát Hoài Linh đóng. Bị hôn thê bỏ rơi trong lễ đính hôn, Hữu Phước tuyên bố tôi sẽ không yêu đàn bà nữa. Phim do nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu đạo diễn, có sự góp mặt của các diễn viên Tấn Bèo, Trung Dân, Thân Thúy Hà, Hứa Minh Đạt, Lê Lộc, Xuân Nghị, dự kiến ra rạp vào ngày 16 tháng 2, mùng 1 Tết. Trong bộ áo dài nền nã, các Phượng sẽ đối đầu với Trường Giang. Ngay từ khi bước chân vào vòng thử thách, nữ nghệ sĩ hoảng hốt khi trở thành thầy cúng cho Trường Giang. Với giả tâm giết chết vợ, nam trưởng phòng nhờ cậy bạn gái Kỳ Minh Tuấn bào chế cho mình một loại độc dược để thực hiện âm mưu ám sát. Tuy nhiên lúc này Kỳ Minh Tuấn, người đàn ông của các Phượng cũng đang là một khán giả ngồi kế Hoài Linh. Bất chấp đồng nghiệp, bạn trai Nhã Phương công khai mong muốn được thành một đôi với các Phượng. Với những đòn tấn công dồn dập từ phía giám khảo và trưởng phòng, các Phượng bỏ mặc tất cả để nói lời yêu Kiều Minh Tuấn ngay trên sóng truyền hình. Người phụ nữ đó là bà Yoshiko Hayama, sống ở tỉnh Saitama, Nhật Bản. Và chúng ta đang có mặt tại một bảo tàng độc nhất vô nhị ở xứ sở hoa anh đào, nơi chuyên lưu giữ những viên đá hình mặt người. Chúa tể Voldemort trong bộ phim Harry Potter, Tổng thống Donald Trump hoặc nam diễn viên Johnny Depp chỉ là một vài trong số hàng trăm khuôn mặt nổi tiếng mà chúng ta có thể tìm thấy tại bảo tàng độc nhất vô nhị này. Nghe thì có vẻ kỳ quái, thế nhưng đằng sau lại là một câu chuyện lịch sử rất đẹp của gia đình Hayama. Sở thích sưu tập đá của bà được truyền lại từ cha. Bà Yoshiko thường xuyên đi săn đá từ một dòng sông gần đó. Dù những viên đá chỉ là vật vô tri vô giác, nhưng sự độc đáo cũng như tâm huyết của người sưu tập cho thấy nó có giá trị rất lớn về mặt tinh thần. Tiếp theo là một cảnh tượng thiên nhiên kỳ thú mà chỉ có thể dùng từ kỳ diệu để diễn tả. Khi những tia sáng đầu tiên từ mặt trời được nước phun từ thác Yosemite ở California của Mỹ phản chiếu, khiến toàn bộ thác nước biến thành cầu vồng chảy dọc. Đây là hiện tượng thực sự hiếm gặp do cần quy tụ một loạt điều kiện đặc biệt. Nhưng yếu tố đóng vai trò chính ở đây là những cơn gió to ít khi xuất hiện ở tung lũng Yosemite. Yếu tố này cho phép toàn bộ quang phổ bao phủ thác nước cao hơn 440 mét. Và bây giờ là một cảnh tượng hiếm thấy khác khi có gần 1.000 con thuyền đánh cá bị kẹt cứng trong lớp băng dày tại một cảng cá ở Vịnh Liêu Đông, thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Nước này hiện đang phải đối mặt với đợt lạnh kỷ lục trong vòng 30 năm qua, khi có nơi xuống tới âm 50 độ C, khiến nhiều vùng ven bờ biển bị đóng băng. Riêng ở Vịnh Liêu Đông, băng đã bao phủ lên tới 14.800 km2, chiếm gần một nửa diện tích của vịnh. Khi lửa bùng phát dữ dội, người dân đã tri hô và trong thời gian đợi lực lượng cứu hỏa đến chữa cháy, đã huy động các phương tiện cá nhân để dập lửa song bất thành. Chỉ trong thời gian ngắn, lửa bốc cao lên các tầng trên và có nguy cơ lan rộng sang các ngôi nhà chung quanh. Sau những nỗ lực của cảnh sát chữa cháy, đến khoảng 22 giờ cùng ngày, đám cháy đã được khống chế, không để hỏa hoạn lan rộng ra các nhà chung quanh và không gây thiệt hại về người. Trước thời điểm xảy ra vụ cháy, vào khoảng 20 giờ cùng ngày, chủ nhà số 136 Trần Huy Hưng đã khóa cửa và rời khỏi ngôi nhà. Tại thời điểm xảy ra vụ cháy, không có người bên trong ngôi nhà. Nguyên nhân cũng như thiệt hại về tài sản đang được điều tra làm rõ. Thời điểm trên, lực lượng chức năng phát hiện xe khách mang biển kiểm soát 51B23536 do tài xế Nguyễn Thanh Nhân điều khiển theo hướng từ Hậu Giang về Sóc Trăng. Tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra thì phát hiện trong khoang đựng hành lý có chứa 19 bao chả cá không được bảo quản đúng theo quy định vệ sinh an toàn thực phẩm và 4 bao mỡ heo không có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan chức năng. Theo tài xế trình bày thì số hàng trên là chở thuê cho khách. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho các cơ quan chức năng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Sáng ngày 8 tháng 2, chùa Diệu Pháp đoạn dọc bờ sông Sài Gòn, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, hàng chục người dân đã mua cá lương ba ba để phóng sanh, tiễn ông công ông táo về trời ngày 23 tháng Chạp. Việc phóng sanh chim cá trong chùa đã trở thành thói quen của mỗi người dịp Tết đến xuân về và các ngày lễ. Người phóng sanh làm việc này để tu nhân tích đức và cầu mong những điều tốt đẹp. Theo ghi nhận,
nhiều người dân đã chủ động mang theo các tô, chậu để thả, hạn chế việc sử dụng bao ni lông, và nhiều người dân đựng cá trong bao ni lông cũng thể hiện ý thức bảo vệ môi trường, gom các bao ni lông sau khi thả cá, rồi bỏ vào các thùng rác chứ không vứt xuống sông hay xả bừa bãi như những năm trước đây. Tuy nhiên, tương phản với hình ảnh tích cực của người dân khi thả cá, một số người lại chèo ghe chầu trực lúc vừa thả để vớt lại, thậm chí nhiều thanh niên còn trang bị các bình điện để chích cá rồi vớt lên trở lại. Chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ, nhóm thanh niên đã vớt được hàng chục ký cá. Nhiều người dân tỏ ra khá bức xúc trước hành động trên. Tiến hành kiểm tra cơ sở chế biến cà phê bột ở khu phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Vĩnh Quang, lực lượng chức năng phát hiện trên 300 ký cà phê bột thành phẩm đã đóng gói có trộn chất phụ gia không rõ nguồn gốc. Tại cơ sở này, đậu nành, bắp và cà phê sau khi được rang cháy sẽ trộn lẫn cùng các chất phụ gia đóng gói thành phẩm mang thương hiệu cà phê Gia Thịnh và một số thương hiệu khác để bán ra thị trường. Chủ cơ sở là Hoàng Văn Kha, 33 tuổi, ngụ huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu cho biết, mỗi tuần cơ sở này cho ra lọ hàng trăm kg cà phê thành phẩm rồi đem đi tiêu thụ ra thị trường ở các tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang, An Giang và Cần Thơ. Hiện cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở về hành vi phối trộn phụ gia không rõ nguồn gốc, không có thủ tục giấy tờ về an toàn thực phẩm, đồng thời tịch thu số cà phê nói trên, tiêu hủy theo quy định. Theo một số người dân chứng kiến vụ việc cho biết, khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay 8 tháng 2, hai thanh niên điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 65H6-5374 cùng một xe máy khác chưa rõ biển số. Trên xe có chở theo một bé gái lưu thông trên đường Đinh Bộ Lĩnh, hướng từ bến xe miền Đông về đường Bạch Đằng. Khi xe lưu thông đến số 69 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thì bất ngờ bị cây xanh bật gốc ngã đè vào hai xe máy của những người này. Sự cố khiến cả 4 người bị cây xanh đè lên người, trong đó hai thanh niên cùng bé gái được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng gãy xương tay, chân, đa chấn thương. Ghi nhận tại hiện trường, cây xanh có đường kính dưới 20cm, cao hơn 1,5m, phần rễ bị bật lên trên, một xe máy bị hư hỏng ở phần đầu, một trụ điện bị cây xanh đè gãy. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt ghi nhận lập biên bản sự việc. Mâu thuẫn từ năm 1998, nhưng đến ngày 30 tháng 12 năm 2017 mới đi trả thù bằng việc dùng xăng đốt nhà người khác. Đối tượng Nguyễn Văn Tám, sinh năm 1975, trú tại xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, là thủ phạm gây ra vụ cháy. Hôm qua ngày 7 tháng 2, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã khởi tố bắt tạm giam đối với đối tượng này. Vụ hỏa hoạn đã làm anh Nguyễn Ngọc Kiên tử vong. Vợ và con gái anh Kiên đều trong tình trạng bị bỏng nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia. Tuy nhiên, đến ngày 2 tháng 2 năm 2018, con gái anh Kiên cũng đã tử vong. Qua điều tra, ngày 6 tháng 2, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Văn Tám là hung thủ gây án. Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Văn Tám khai nhận do mâu thuẫn cá nhân với anh Kiên trong quá trình tham gia giải bóng đá do địa phương tổ chức từ năm 1998, nên anh Tám đã đem xăng và bình ga đến nhà anh Kiên đốt nhằm mục đích để trả thù. Những quả dưa được tạo hình thỏi vàng này được trồng tại ruộng dưa ở Vĩnh Long, hiện có giá từ 1,2 đến 1,5 triệu đồng mỗi cặp. Vào những ngày này, nông dân xã Tân Hưng, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long đã bắt đầu thu hoạch dưa hấu Tết. Theo ông Lê Văn Khoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hưng, năm nay nông dân toàn xã trồng được 336 hectare dưa hấu Tết, tăng 87 hectare so với năm ngoái. Xã Tân Hưng, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, năm nay trồng được 336 hectare dưa hấu Tết. Năm nay tuy thời tiết bất thường nhưng không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng phát triển của dưa hấu. Trung bình mỗi hecta năng suất đạt khoảng 30 tấn. Với giá 6.000 đồng 1 kg tại ruộng, thương lái đến mua như hiện nay, trừ chi phí, nông dân lời hơn 100 triệu đồng mỗi hecta. Thời điểm thu hoạch rộ nhất là vào ngày 24 và ngày 25 tháng Chạp. Theo dự đoán, giá bán sẽ còn nhích lên. Đối tượng bị bắt giữ là Đặng Hoàng Phong, sinh năm 1979, ngụ khóm Mương Nhà Máy, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp, về tội cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản. Trước đó, Phong bị một nhóm giang hồ trên địa bàn thị xã Hồng Ngự chém gây thương tích. Bực tức, Phong rủ đồng bọn mang hung khí đến quán phở ở khóm 1, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự để tìm người trả thù. Do không gặp được đối tượng nên đã cùng đồng bọn dùng hung khí đập phá nát bàn ghế quán phở rồi hăm dọa chủ quán, khiến người dân vô cùng bất an. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng công an thị xã Hồng Ngự đã ra soát và bắt giữ đối tượng Phong, tiến hành khám xét tại nhà. Lực lượng chức năng thu giữ 3 thanh kiếm. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 con gà đá, 1 cây cân đồng hồ, 1 tấm kính, 10 cuộn băng keo, 18 xe mô tô, 21 điện thoại di động và số tiền 22.700.000 đồng. Các đối tượng khai nhận đối tượng Nguyễn Ngọc Duy Minh, sinh năm 1984, thường trú ấp Mỹ Thuận, Nhân Mỹ, chợ mới An Giang, là người đứng ra tổ chức để các con bạc sát phạt nhau. Mỗi đồ chơi, đối tượng Minh thu từ 200.000 đồng mỗi độ. Hầu hết, các con bạc đều thường trú tại địa bàn xã Nhân Mỹ. Đây là địa điểm có địa hình khá phức tạp, nằm sau nhiều lớp nhà dân, xung quanh bao bọc bởi vườn tạp và có nhiều hướng đi nên rất thuận tiện để các con bạc tổ chức sát phạt nhau. Triệt xóa thành công tụ điểm trên nhằm trấn an dư luận cũng như hạn chế các loại tội phạm phát sinh từ tệ nạn xã hội. Cầu Kênh Tư được khởi công hồi tháng 1 năm 2012, nằm trong gói thầu xây dựng tuyến đường từ chợ Kênh Tư đến ngã ba Gò Cát, trị giá hơn 1.000 tỷ đồng. Theo dự kiến, công trình hoàn thành sau 15 tháng thi công. Tuy nhiên, đã 6 năm qua, cầu chỉ hoàn thành một mố bê và mặt cầu, tiến độ rùa bò của công trình đã trực tiếp gây trở ngại, nguy hiểm cho việc đi lại của người dân. Hiện tại, khu vực này có đến 4 trường học, trụ sở xã và chợ nên xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng. Mới đây, do ùn tắc đường, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra, làm cho một học sinh tử vong và 3 người nữa bị thương ngay tại dốc cầu Kênh Tư cũ, khiến bà con vô cùng lo lắng. Là đã tiến hành vậy là đỡ rồi đó, chứ một lần là ổ gà, ổ voi không đó. Chậm thì mỗi giờ mà cao điểm đó, học sinh tan rồi đó, thường cả xe dữ. Dự chiết tính theo cái kiểu là đất nông nghiệp trong khu dân cư, nhưng thực tế tôi là đất chợ, đất mặt tiền, đất chợ. Huyện cũng đã trình tỉnh là xin hỗ trợ và áp dụng các cái chính sách theo quy định là hết khung rồi. Thì nếu như bây giờ mà ông Tô Mến không đồng ý giao mặt bằng thì huyện sẽ báo cáo Ủy ban dân tỉnh xin chủ trương cho phép huyện thực hiện các cái bước tiếp theo về quy trình thu hồi đất. Nguyên nhân của sự ì ạch theo ngành chức năng là do hộ ông Tư Mến chưa bàn giao mặt bằng đường dẫn phía chợ Kênh Tư cho đơn vị thi công. Lý do về mức đền bù quá thấp, hộ này cho biết hơn 1.000 mét vuông đất nằm trong dự án xây cầu là đất mặt tiền của chợ. Tuy nhiên, địa phương chỉ đồng ý bồi hoàn hơn 1,5 triệu đồng cho 1 mét vuông. Đại diện ngành chức năng huyện Đông Hải cũng cho biết giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Tô Văn Mến đã ghi rõ đây là đất ruộng. Khung quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu năm 2010, 1 mét vuông đất loại này chỉ được bồi hoàn 60.000 đồng, nhưng xét giá trị đất và mức trượt giá hiện nay, việc bồi hoàn cho ông Mến hơn 1,5 triệu đồng một mét vuông đã là hợp lý. Địa phương sẽ tiến hành cưỡng chế hoặc cho lực lượng bảo vệ thi công cầu Kênh Tư. Công trình huyết mạch không thể vì đòi hỏi quyền lợi của một cá nhân mà chậm trễ kéo dài nữa. Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp đã tạm giữ hai đối tượng gồm Lê Văn Hiếu, sinh năm 1994, ngụ ấp Phú Thành, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, và Lê Trường Sơn, sinh năm 1997, ngụ ấp Tân Thuận A, xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp để điều tra, xử lý về hành vi cướp tài sản. Trước đó, tại đường Nguyễn Văn Phát, thuộc khóm Tân Thuận, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, anh Đặng Bình An, sinh năm 1995, ngụ ấp Phú Long, điều khiển xe mô tô đi trên đường, chở phía sau chị Nguyễn Thị Xuân Trang, sinh năm 1996, ngụ xã Phương Trà, thì bất ngờ bị Hiếu và Sơn áp sát, dùng kim tiêm, khống chế, cướp lấy hai điện thoại di động, tổng trị giá khoảng 15 triệu đồng, rồi tăng ga tẩu thoát. Nhận tin báo của bị hại, Công an thành phố Sa Đéc nhanh chóng phối hợp với phòng PC45 Công an tỉnh triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy xét bắt giữ Hiếu và Sơn. Tại cơ quan công an, hai đối tượng này khai nhận mình là thủ phạm của vụ cướp. Trong hai đối tượng này thì Hiếu đã có từng hai tiền án về tội trộm cắp tài sản. Các nhà nghiên cứu tại các trường đại học của Sussex và Bristol của Anh đã tạo ra Tasty Flows, một thiết bị sử dụng sóng âm thanh để treo các đồ ăn và thức uống nhỏ lơ lửng trong không trung. Do treo trong không khí, các mẫu thức ăn này quay liên tục, tạo ra nhiệt lượng hâm nóng thức ăn. Theo các nhà nghiên cứu, thức ăn treo lơ lửng có vị đậm đà hơn so với thức ăn đặt trên dĩa. Các nhà nghiên cứu cho biết họ hy vọng chiếc máy sẽ được hoàn thành sớm và có thể đưa vào sử dụng, giúp cho mọi người có được những trải nghiệm mới trong việc ăn uống. Và nếu có thể, sẽ được sử dụng trong các trò chơi, thực tế ảo và phim ảnh. Cảnh tượng chó mẹ chăm sóc và cho heo con bú sữa dưới một cống thoáng nước bỏ không ở Rajasthan, Ấn Độ khiến nhiều người chứng kiến ngạc nhiên và xúc động. Trong video, lợn con chen vào nằm giữa lũ chó nhỏ, giống như một thành viên bình thường của gia đình chó. Được biết, chó mẹ đã nuôi heo con khoảng 2 tuần cùng với đàn con của mình. Hành động ấm áp của con vật khiến rất nhiều người hiếu kỳ kéo đến xem.